Chào mừng các bạn đến với Top Sao Hoa và như thường lệ ngay sau đây hãy cùng mình tổng hợp những tin tức thú vị có trong ngày. Kể từ khi sự cố 227, chuyện fan Tiêu Chiến report trang A03 diễn ra vào ngày 27 tháng 2 nổ ra, từ ngôi sao nổi tiếng hàng đầu, Tiêu Chiến dường như biến mất khỏi giới giải trí. Không những không xuất hiện trước công chúng, thậm chí tài khoản mạng xã hội của anh chàng cũng chẳng cập nhật bài đăng mới. Nếu nam diễn viên và đoàn đội, tức là công ty quản lý, cứ mãi trốn tránh như thế này thì sự việc sẽ càng khó giải quyết. Đối với minh tinh lưu lượng, nếu không có chủ đề và nhiệt độ trong một thời gian dài thì người hâm mộ sẽ rời bỏ để chuyển sang một thần tượng khác. Trong khi tình trạng nghệ sĩ mới liên tục xuất hiện, lưu lượng được chia 5 xẻ 7, nếu không tận dụng tốt cơ hội thì minh tinh sẽ mau chóng hết thời. Hơn nữa thì việc Tiêu Chiến lựa chọn cách im lặng ẩn mình trước những tin đồn tiêu cực càng khiến tầm ảnh hưởng của anh suy giảm nhanh hơn nữa. Chỉ nửa tháng sau cơn bão tẩy chay ập đến, những tác động ảnh hưởng đến Tiêu Chiến bắt đầu biểu hiện rõ ràng. Một thương hiệu bột giặt do Tiêu Chiến làm người đại diện bắt đầu công bố hợp tác với nghệ sĩ mới. Có tin đưa rằng do hợp đồng giữa thương hiệu với nam diễn viên hết hạn nên nhãn hàng mới thay thế người. Truyền thông chung hé lộ cho biết Nhậm Gia Luân sẽ là người kế nhiệm Tiêu Chiến giữ vai trò đại diện thương hiệu này. Ngay sau đó thì bên phía thương hiệu mỹ phẩm mà ngôi sao Trần Tình Lệnh đang hợp tác mật thiết bất ngờ gỡ bỏ toàn bộ quảng cáo về anh chàng. Làn sóng tẩy chay của cộng đồng mạng khiến cho thương hiệu mỹ phẩm này bị điều tra về thuế vụ, trong khi chi phí các thứ liên tục tăng còn doanh thu lại giảm. Chiếc động thái ủng hộ Tiêu Chiến bất chấp dư luận đã khiến thương hiệu này phải trả cái giá vô cùng đắt. Mới đây thì trên mạng cũng xuất hiện tin cho biết người đại diện của thương hiệu mỹ phẩm này sẽ được đổi từ Tiêu Chiến sang Nhậm Gia Luân. Nếu như tin tức này là thật thì Nhậm Gia Luân sẽ lấy hết những đại ngôn có giá trị từ Tiêu Chiến. Màn lật đổ xoán ngôi ngoạn mục khi Tiêu Chiến thất thế khiến cục diện giới giải trí Hoa ngữ trở nên bất ngờ hơn bao giờ hết. Chỉ mới nửa tháng đã đủ khiến sự nghiệp của lưu lượng hàng đầu từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm.